Thưa quý vị và các bạn, trong 4 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 3 Tết, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường cơ bản được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, phát hiện xử lý 147 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 168 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương đã xử lý 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền 86 triệu đồng, tạm giữ 3 xe ô tô và 5 xe mô tô. Đã xử phạt 1 trường hợp người điều khiển phương tiện xe ô tô trên 0,4mg trên 1 lít khí thở với mức 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.